Quốc gia từ tin báo qua Facebook. Theo nguồn tin từ Công an Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành trao trả ba trẻ sơ sinh được đẻ thuê ở nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trước đó, từ tin nhắn Facebook do người dân cung cấp về đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam, ban quản trị của fanpage Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng chuyển thông tin đến phòng cảnh sát hình sự để xác minh, trinh sát, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Phòng cảnh sát hình sự đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc Công an thành phố. Sau đó tổ chức phục kích tại ga Hà Nội ngay trong đêm và đã phát hiện một nhóm người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc, bế theo ba trẻ sơ sinh khoảng 20 ngày tuổi. Nhóm người này dự định sau khi xuống ga Hà Nội sẽ đưa các bé sơ sinh lên xe ô tô để hai tỉnh biên giới là Lào Cai và Lạng Sơn để từ đó sang Trung Quốc. Phòng cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự các đối tượng liên quan đến vụ việc này tại trụ sở công an. Đối tượng Tao Trong Peng, sinh năm 1991 ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc khai nhận đã móc nối với các cặp vợ chồng người Trung Quốc hiếm muộn, muốn có con trai và môi giới đẻ thuê tại Campuchia với giá của mỗi bé trai khoảng 1 triệu nhân dân tệ, gần 3,3 tỷ. Sau khi đã giao tiền và nhận con, các cặp vợ chồng người Trung Quốc và ba bé trai sơ sinh được các đối tượng môi giới đưa đến biên giới Việt Nam Campuchia để tao trong pen nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Tuy nhiên, hoạt động phạm tội của tao trong pen và đồng bọn đã bị công an thành phố Hà Nội phát hiện, dập tắt.